Hôm nay chúng ta cùng đi học môn mỹ thuật lớp 3. Các em học sinh thân mến, một năm có bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mỗi một mùa có một đặc trưng riêng. Thầy tin rằng các bạn đều biết, nhưng để thể hiện được các mùa vào trong sản phẩm mỹ thuật như thế nào, thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu qua chủ đề số 6, bốn mùa, trang 29. Các em mở sách mỹ thuật để chúng ta học bài. Học sinh thân mến, để hoàn thành tốt chủ đề này thì chúng ta cần phải chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, giấy bìa, keo, kéo, vân vân. Và sau đây thì chúng ta cùng đi tìm hiểu mục tiêu của chủ đề. Chủ đề này gồm có 3 mục tiêu, đó là biết được đặc điểm nổi bật của một số mùa trong năm như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, và bước đầu biết sử dụng màu nóng, màu lạnh và vẽ được các tranh về các mùa trong năm. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Ở trong video này, chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2. Riêng mục tiêu cuối cùng, chúng ta sẽ tự giới thiệu cho bố mẹ và người thân cùng nghe. Và để hôm nào chúng ta có dịp được đến lớp, đến trường, chúng ta sẽ thực hiện tiếp. Các em học sinh thân mến, để đạt được các mục tiêu trên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài. Sau đây xin mời các em sẽ xem một số bức ảnh và trả lời cho thầy biết xem trong ảnh có những hình gì và theo em đây là mùa nào trong năm. Xin mời các em cùng suy nghĩ 5 giây nhé. Chắc các em đều có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Các em thử xem đáp án của thầy đưa ra có trùng với câu trả lời của các em không nhé. Trong ảnh, chúng ta thấy hai bạn nhỏ đang mặc áo dài, đang đi tung tăng, chơi trong vườn hoa rất là nhiều sắc màu. Và đặc biệt là chúng ta còn thấy hoa đào đang nở rộ. Và hoa đào nở rộ thì chúng ta sẽ thấy rằng là mùa xuân đang ùa về đúng không nào? Và tiếp theo, thầy có lại có một bức ảnh khác và xin mời các em sẽ cùng quan sát nhé. Và cho thầy biết đây là mùa nào. Chắc các em cũng đoán ra rồi đúng không nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là hoa mai vàng đang nở rộ và thấy cả một gia đình đang mặc áo dài màu đỏ rực rỡ đi du xuân đấy các em ạ. Các em học sinh thân mến, ở miền Bắc thì có hoa đào, ở miền Nam thì có hoa mai, mùa xuân thì cây lá đâm chồi nảy nồng và mọi người thì như vui hơn. Và sau đây thì xin mời các em sẽ xem một số bức ảnh tiếp theo và sẽ tự trả lời cho thầy xem đó là hoa gì nhé. Dễ quá đúng không nào? Đây là hoa phượng. Hoa phượng gắn liền với biết bao thế hệ học trò. Hoa phượng nở là báo hiệu những tháng ngày sắp được nghỉ hè của các bạn học sinh đấy. Mùa hè còn có rất nhiều loài hoa đẹp như hoa bằng lăng tím, hoa Osaka màu vàng, hay còn gọi là hoa mùng Nhật Bản đấy. Mùa hè thì thời tiết rất là nóng bức, mọi người thì thường đi nghỉ mát và tắm biển. Sau đây thì xin mời chúng ta sẽ cùng xem một bức ảnh về bãi biển nhé. Và các bạn sẽ xem là trong bức ảnh bãi biển này thì các em nhìn thấy những hình ảnh gì nào? Chắc các bạn đã nhận ra rồi đúng không nào? Ở đây thì chúng ta thấy có nước biển màu xanh này, cát thì màu trắng này, rồi những hàng cây dừa này, đấy, cao thẳng tắp này, và có những dãy núi, những hòn đảo ở phía xa xa này, và đặc biệt là rất là đông người đang tắm biển, đùa nghịch với nước rồi đùa nghịch với cả cát, đúng không nào? Đấy, thì sau đây nhá, thì xin mời chúng ta sẽ cùng xem một bức ảnh tiếp theo.
Đấy. Và các bạn hãy chọn thử đoán xem đây là lá của cây gì nhá. Chắc thầy tin rằng là bạn nào cũng có đáp án rồi đúng không nào? Đây là lá cây bàng đấy. Cây bàng vô cùng quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Mùa thu về thì lá của cây bàng chuyển sang màu vàng, màu đỏ. Cây cối nói chung thì có nhiều lá chuyển sang màu vàng mà rụng xuống như là bức ảnh sau đây. Đấy, đây mùa thu về đây, các cái lá già nó chuyển sang màu vàng và rụng xuống đất. Chúng ta thấy này, một màu vàng rất là đẹp đúng không nào? Và mùa thu thì có thời tiết rất là mát dịu. Đấy, rất là dễ chịu. Có nhiều điểm thú vị về mùa thu và chúng ta sẽ được tìm hiểu ở nhiều môn học khác. Và các em ạ, mùa đông thì các em sẽ cảm nhận về thời tiết như thế nào? Đó là cái lạnh buốt giá. Và ở miền Nam, miền Trung thì còn đỡ lạnh. Còn các bạn ở miền Bắc của nước ta, đấy, đặc biệt là các bạn ở miền núi phía Bắc, thì mùa đông vô cùng đáng sợ. Có khi nhiệt độ ngoài trời xuống 6 hoặc 7 độ, rét vô cùng. Đấy. Sau đây thì xin mời các em sẽ xem một bức ảnh. Và các em thấy những điều gì nào? Chắc các bạn đều nhận được ra rồi đúng không nào? Tuyết trắng phủ khắp nơi. Đây trên đường này, đấy, rồi trên bậc đi này, rồi trên mái nhà này, rồi trên cây cỏ này, trên sườn núi này, vân vân. Đấy, và không một bóng người ở phía ngoài bởi vì rét, không ai dám ra ngoài các em ạ. Và trời rét thì các em nhớ là mình phải giữ gìn cơ thể của mình cho thật ấm bằng cách là mặc nhiều áo, rồi đội mũ này, đi găng tay này, đi tất chân này, và đặc biệt là hạn chế ra ngoài đúng không nào? Đấy, và nhớ nhá, mình phải mặc thật nhiều áo ấm vào đây này. Đấy, đấy, mặc áo ấm này, rồi đeo khẩu trang này, rồi có khi còn đeo cả kính này, rồi còn đeo găng tay này, vân vân. Đấy, các em học sinh thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được xem một số bức ảnh và được biết đặc trưng về các mùa trong năm. Thế còn các mùa được thể hiện trong các sản phẩm mỹ thuật như thế nào thì xin mời các em sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Thầy có một sản phẩm mỹ thuật. Đấy, các bạn hãy quan sát và cho thầy biết nha. Các bạn nhìn vào cái sản phẩm mỹ thuật này thì các bạn sẽ thấy mùa gì trong năm này và nó được làm bằng chất liệu gì nhá. Chắc các em có đáp án rồi đúng không nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là thấy các bạn đang thả diều này, rồi tắm này, đúng không? Tắm biển này. Đấy. Và chúng ta sẽ thấy rằng đây là mùa hè đúng không nào? Và ở đây thì ta làm bằng chất liệu là giấy màu. Đấy, giấy màu xé dán. Đấy. Các em học sinh thân mến, sau đây thì thầy có những bốn bức tranh cơ. 1, 2, 3 và 4. Các em hãy quan sát bốn bức tranh này và cho thầy biết xem những bức tranh này tương ứng với những mùa nào trong năm. Và các em hãy xem này, những bức tranh này có những gam màu gì nhá. Đấy, gam màu nóng hay gam màu lạnh nhá. Rồi, xin mời chúng ta hãy cùng quan sát nhá và suy nghĩ cho thầy 5 giây thôi. Chắc các bạn có đáp án rồi đúng không nào? Sau đây thì xin mời hãy cùng đi so sánh với đáp án của thầy nhé. Chúng ta sẽ cùng quan sát bức tranh số 1 này. Là mùa gì nào? À, đây là mùa xuân. Tại sao chúng mình lại biết là mùa xuân nhỉ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở đây mọi người đang gói bánh chưng này, đang luộc bánh chưng này, đấy, đang chuẩn bị cho không khí ngày Tết. Và ngày Tết về thì chính là mùa xuân đấy các em ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với bức tranh số 2 nhá. Bức tranh số 2 thì các bạn thấy là mùa gì nhỉ? À, đây là mùa đông. Tại sao các bạn lại nhìn biết là mùa đông? Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở đây có những cái cây thông Noel này,
Đấy, rồi có cả người tuyết này, đúng không nào? Rồi thấy mọi người này mặc áo ấm này, đội mũ này, vân vân và vân vân này. Đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy đây là mùa đông. Tiếp theo chúng mình cùng đến với bức tranh số 3 nhá. Bức tranh số 3 các bạn biết là mùa gì không? Dễ quá đúng không nào? Đây là mùa hè, hay còn gọi là mùa hạ đấy. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là mọi người đang tắm biển này, đúng không? Đấy, mọi người đang tắm biển với lướt ván này. Đấy, rồi chúng ta thấy có cả những bạn đang thấy cát này. Đấy, rồi có những quán hàng bán giải khát này. Đấy, rồi có những chiếc ô đây, rồi ông mặt trời thì chói chang này, đúng không nào? Thế tiếp theo, bức tranh số 4 này thì các bạn đoán ra là mùa gì chưa? Các bạn được xem một lần ở trường mình rồi đúng không nào? Rồi được rước đèn ở trường mình, năm nào cũng rước đèn rồi đúng không? Dễ quá đúng không nào? Đây là mùa thu. Đấy, mùa thu các bạn ý đang dự Tết Trung Thu đấy. Đây này, rước đèn ông sao rồi người múa lân này, vân vân. Em học sinh thân mến, và tiếng Trung trong tất cả những bức tranh này thì chúng ta thấy rằng là đã có gam màu gì nhỉ? À, có gam màu nóng ấm đúng không nào? Ở lớp 2 các em đã được biết về gam màu rồi đúng không? Chúng ta cùng nhắc lại nhé. Gam màu nóng là những màu liên quan đến màu đỏ và màu vàng. Đấy, bức tranh nào hay sản phẩm mỹ thuật nào mà có nhiều màu liên quan đến màu đỏ đến màu vàng thì chúng ta sẽ thấy đó là gam màu nóng. Còn bức tranh nào mà có nhiều 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 màu mà liên quan đến màu xanh thì đấy là gam màu lạnh. Nhưng đa số những bức tranh của chúng ta ở đây là đều có gam màu nóng đúng không nào? Chúng ta thấy mùa xuân như vui hơn này, đấy, rồi mùa đông như ấm áp hơn này, đấy, rồi mùa thu như rộn ràng hơn này, rồi mùa hè thì chúng ta thấy gam màu nóng là cảm giác như là chói chang hơn này, đúng không nào? Các em học sinh thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được quan sát một số sản phẩm mỹ thuật về các mùa rất là đẹp, đúng không nào? Nhìn vào cái là chúng ta nhận được ra là mùa nào ngay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi tìm cách thể hiện nó như thế nào nhé. Trước tiên chúng ta sẽ phải đi chọn một cái mùa nào đó mình thích, mình định thể hiện, và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ hình vào giấy. Chúng ta sẽ vẽ hình vào giấy này, vẽ hình vào giấy, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ màu vào những cái hình đó, và chúng ta không cần vẽ màu lên nhá. Sau khi vẽ hình xong này, chúng ta sẽ lấy kéo này để chúng ta cắt theo viền theo cái hình đấy. Sau khi cắt được hình rồi đấy, đây thì chúng ta sẽ có một kho các hình đấy, có một kho các hình rồi thì chúng ta sẽ đi ướm nhá. Chúng ta sẽ ướm trên màu nền đấy, chúng ta sẽ có một cái màu nền đấy, sau đó thì chúng ta ướm, chúng ta đặt vào đấy. Sau này chúng ta có thể ưng rồi thì thôi, còn nếu mà chưa ưng thì chúng ta sẽ xê dịch bằng ưng thì thôi đấy, điều chỉnh cho phù hợp. Xong cuối cùng thì chúng ta sẽ bôi hồ vào và chúng ta sẽ dán, và chúng ta sẽ được một sản phẩm mỹ thuật như thế này. Các em học sinh thân mến, như vậy là các em đã biết cách thực hiện rồi đúng không nào? Và ở nhiều chủ đề trước chúng ta cũng có biết được các cách thể hiện khác nhau. Ví dụ như là mình có thể là xé dán bằng giấy màu này, rồi có thể tạo hình từ vật tìm được này, rồi mình có thể gắn đính thêm các cái vật mà chúng ta có thể tìm được để tạo thành một sản phẩm mỹ thuật đẹp. Và sau đây thì xin mời chúng ta hãy đi thực hành tạo sản phẩm về một mùa mà em thích. Các em có thể làm về mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, vân vân. Sau khi mà các em hoàn thành tác phẩm rồi nhá, đấy, hoàn thành sản phẩm rồi thì các em hãy giới thiệu với bố mẹ và người thân đây là sản phẩm mỹ thuật của mình, nói về mùa gì và nó có gam màu gì, rồi nó được làm như thế nào, và chúng ta hãy giữ gìn thật cẩn thận này đấy, và chúng ta chụp ảnh sản phẩm và gửi vào Zalo nhóm để thầy sẽ nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của các em. Và các em giữ gìn thật cẩn thận để hôm nào chúng mình có dịp đến lớp, đến trường,
chúng ta sẽ hoàn thành tiếp mục tiêu cuối cùng. Để học tốt chủ đề sau thì các em hãy chuẩn bị cho thầy. Thứ nhất là nhớ lại các cái lễ hội mà các em đã được xem, rồi lễ hội của làng chúng ta, và các em có thể xem các video về lễ hội và chuẩn bị màu vẽ, giấy vẽ, hồ dán, bìa, kéo để chúng ta sẽ học chủ đề số 7. Còn chủ đề số 6 đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, tạm biệt các em.